Chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay là thứ hai ngày mùng 4 tháng 4 năm 2022 thì hôm nay một clip mới nhá. Thì hôm nay thì điều đặc biệt clip này thì cũng lên một số cái hàng chưa dọn cho các bác về tự dọn nhá. Đấy. Thì các bác mua cái hàng chưa dọn thì giá của nó sẽ là mềm hơn. Đấy. Cũng như thường lệ thì cũng vẫn có những cái lô máy test nổ luôn sẵn cho các bác về chỉ việc dùng thôi. Đấy, thì lần này thì tuyển chọn cho bác toàn những cái máy gọi là giá mà rất là hợp lý nhá. Đấy. Nó chỉ độ rơi cỡ đâu đó tầm 8-900 triệu một con thôi. Đấy. Thì nó cũng lần này thì gọi là cái lô lần này thì nên cái lô gọi là máy rẻ cho bác về có cái dùng nhá. Đấy. Nhưng mà chất lượng của nó thì đều rất là ok. Không phải là dạng kém gì đâu. Toàn là những máy đẹp cả nhá. Đây giới thiệu qua cho bác xem này. Nhiều con rất đẹp mới cứng luôn. Đây. Mấy con này mới cứng luôn. Đấy. Rất là sáng luôn. Đấy, được chưa? Rồi. Thì vẫn như thường lệ thì lúc nào vẫn có một cái hàng chưa dọn cho bác này. Đây, hàng chưa dọn rất là nhiều luôn. Thì hàng chưa dọn này thì em cũng đã lọc qua rồi nhá. Có nghĩa là chọn cho bác những cái con thứ nhất là đủ đồ này. Thứ hai là máy là không có hiện tượng là bị bi, vi cơ, vi kiếc gì đấy. Mà chế chiếc hầu như là đầy đủ hết nhá. Nói chung là hàng tuyển chọn của hàng chưa dọn đấy, đầu bò đầu biếc là các kiểu là đều là đầy đủ cho bác hết và nó êm nhá. Đấy, làm rất cẩn thận cho bác luôn và dễ dọn đấy, được chưa? Rồi thì trước mắt là thấy đã. Thì thứ hai là một số những cái ít cái máy phụ tùng, nói chung đợt này cũng dư ít máy phụ tùng nhá. Đấy, thì bác nào mua chè đi thì bên em vẫn có rất là nhiều chè nhá. Chè đây, chè địa phương em thì nó là đất chè, nên các bác mua chè thì lúc nào cũng được cái giá gốc luôn. Đấy, chè thì lúc nào cũng là chè mới nhá, cứ không phải là chè cũ để lâu đâu. Đấy, chè mới đến đâu bán đến đấy. Đấy, thì chè thì em báo giá luôn nhá, chè là 140.000 trên một ký chưa bao gồm phí ship. Đấy, và ship từ 1 ký đổ lên. Đấy, phí ship là 30.000. đấy, rất là rõ ràng. 140.000 nhá, 140 này trên 1 kg này. Đấy. À, gọi là miền Bắc gọi là chè, hay miền Nam gọi là trà, miền Trung gọi là trà đấy, trà Bắc. Đấy. Thì phí ship là 30k nhá. Phí ship 30k, được chưa? Đấy, tổng cộng là các bác vị chi là các bác sẽ bỏ ra 170.000 trên 1 kg là về đến tận nhà. Ok nhá. Trà thì rất là tốt cho sức khỏe thì các bác biết rồi nhá. Đấy. Thì em báo giá luôn, các bác mua chè liên hệ với em theo hai số điện thoại đây, được chưa? Đấy, các bác có thể là mua uống thử đi, chất lượng rất là ok luôn đấy nhá. Rồi ok đấy. Rồi thế đi một số cái mẫu hàng chưa dọn cho bác đây. Đây em có cái cục mấy cái con hàng chưa dọn này. Ở đây số 1 nhá, có một có cái cục Mitsu này. Cái cục này là cục thu của khách này. Máy của nó thì là máy TL261 nhá. Đây. Đây TL261 này. À TL26, con này máy 26 nhá. Con này thì tình trạng máy của nó là lòng thay mới nhá, thay lòng mới. Đấy, thay lòng mới. Đấy. Lòng con này còn chắc nhá, dùng ok nhá. Đấy, nên thiếu bình xăng con. Đấy TL26 lòng zin, tức là cái bộ zin zin này có mỗi lòng thay mới thôi, TL26 nhá. Đấy, đây, đấy thiếu bố, được chưa? Đấy về các bác có thể là lấy zin này, bình xăng này, rồi là lòng nhá, lòng thì lòng tàu thôi nhưng mà dùng rất ok nhá, chụp giật nói chung là lấy các kiểu lấy gì thì lấy nhá. Số 1 này để cho bác giá 450 nhá, đấy 450. Ok chưa? Đấy. Rồi, số 2 mấy con này nhá. Mấy con này thì cho bác về lấy đồ nhá. Mấy con này là mấy con Robin, như con này là Robin 22cc. Đấy. Con này thì lòng khả năng bị xước rồi. Nhưng mà các bác về có thể là lấy zin nhá. Lấy zin này. Lấy tum này, con này là mấy con Robin hộp nhá. Lấy IC này. IC lấy bình xăng không sứt mẻ bể vỡ gì đâu. Đấy các bác lưu ý nhá, bình xăng không bị bể nhá. Đấy, lấy zin.
nên lấy vỏ ạ, tum, nói chung lấy các loại nhá, IC, chưa? Số 2 nhá, số 2 để cho bác giá 250 nhá, 250 thấy chưa, về lấy đồ. Đấy, số 3 này, 3 là con này nhá, con này khá là đẹp luôn, vỏ đẹp nhá, con này là con Makita 214 nhá, đấy, đi sang thì cũng không xiết mẻ bể vỡ gì này. Đấy, tum thì con này ngon luôn, rất là mới này, nhìn nào, tum con này ăn êm luôn nhá. Đấy, con này thì giật thì nghe thấy cũng sực, nhưng mà cho chế vào không nổ nhá. Đấy, nói chung là máy móc thì đấy, thì bác về là lấy gen, lấy IC, lấy bình xăng, lấy cổ, lấy tum, nói chung lấy gì lấy nhá. Số 3 này, số 3 em này có vẻ là đẹp hơn nhá, em này để cho bác giá 250 luôn, được chưa? Rồi, ok, chưa bao gồm phí ship các bác nhá, lưu ý chưa bao gồm phí ship. Rồi, số này này, 3 là con này nhá, con này cũng là một con này là Eco 25cc nhá, à lấy cả bố đấy nhá, lấy bố lấy biếc các kiểu, bố côn, con này Robin 25cc này, con này giật trợ lực luôn nhá, cổ giật trợ lực luôn, thấy chưa? Thì con này thì các bác về lấy vỏ này, vỏ con này là Robin 2 ốp này, cái tum này, lấy tum này, tum, lấy tum này, lấy vỏ, lấy bình xăng này, bình xăng khả năng rất ok, vẫn ok nhá. Đấy, bình xăng không bị sứt mẻ bể vỡ gì, thấy chưa? Đấy, nói chung về lấy đồ, lấy IC, lấy cổ chế này, lấy gen này, nói chung là các loại nhá. Đấy, cái này em có mấy con nó bị hỏng thì em bán cho bác nhá, số 4 nhá. Số 4 con này để cho bác giá cũng là 250 luôn, được chưa? 250k. Chưa bao gồm phí ship về lấy đồ, được chưa? À con này để 300 đi, nó chụp giật trợ lực nhá. Chụp giật trợ lực. Đấy, 300 nhá. Đấy, bác về lấy gì lấy. Thế bác nào mà có bộ lòng con này thì có thể thay sang là dùng ok luôn nhá. Đấy. Chỉ có mấy cái món đồ vậy thôi. Đây thì có mấy cái hàng, đây hàng tuyển chọn của cái hàng chưa dọn đây. Thế đầu tiên thì đây là con số 4, là con số 5 nhá. Số 5 này em này đi. Em này là mấy em máy Tanaka này. Con này nắp đầy đủ cho bác cả hai cái tay lái này nữa này. Hàng này hàng chưa dọn nhá. Đấy, nhưng mà nó là tuyển chọn đủ đồ nhá. Có nghĩa là như con này là một con máy 22cc này. 22cc Tanaka giật trước nhá. Đấy, giật trước này. Chế ne đỏ này. Đấy, chế ne đỏ này nhá. Chế này thì là chế rất là dễ dọn rồi, các bác biết rồi nhá. Hàng này thì về chỉ khả năng chỉ đấy, dây giật trắng tinh này, thấy không? Đấy, dây giật rất là trắng ok luôn. Đầu bò đây. Đầu bò đây. Đầu bò năn êm luôn nhá. Đấy. Con này để cho bác giá là đấy, bình xăng. Bình xăng con như con này bình xăng vỡ thì sẽ thay cho bác bình xăng mới nhá. Đấy, bình xăng mới nó còn bị vỡ thì thay cho bác bình khác luôn, được chưa? Số này gọi là số bao hơi nửa nhá. Con này bao hơi nửa các bác phải dễ dọn này. Số này gọi là số 5 nhá. 1 2 3 4 5 nhá. Em số 5 này để cho bác giá là con này 22cc nhá, nòng 32-32 ly. Con này để cho bác giá là 700k nhá, về tự dọn. Là thay cho bình xăng luôn, được chưa? Bao hơi nửa. Đấy. Rồi ok. Có một con Tanaka đề này. Con này là có duy nhất con này là có đề thôi nhá. Nó chỉ có đề thôi, không có ra giật nhá. Đấy. Con này thì rất là đẹp luôn. Đây. Tanaka đề này. Con này nó chế nẹ đỏ này. Chế nẹ đỏ rất là dễ dọn. Cái này bao hơi cho bác nhá. Em tháo ra em năn thử rồi. Hơi ok nhá. Hơi nửa chắc ok luôn, nó chỉ có mỗi là các bác về đấu pin là nó chạy, đấu pin đà nó dùng đủ đồ nhá, vỏ không xích mẹ bể vỡ gì này, đầu bò đủ luôn này, thấy không, đầu bò đủ luôn đấy. Thì con này để cho bác giá là con này để cho bác về tự dọn nhá. Con này con số 6 này, bình xăng thì không xích mẹ bể vỡ gì này, đây này bình khá là nhỏ luôn, con số 6 nhá. Em số 6 này để cho bác giá bao hơi nửa nhá. Con này để cho bác giá là 650.000 nhá. Về tự dọn, được chưa? Đấy, ok chưa? Đủ đồ nhá.
bao đủ đồ cho băng luôn. Đấy. Rồi. Có một con máy Mitsu nhá. Đây. Có con Mitsu này là Mitsu T Mazuyama, nhưng mà máy của nó là thực chất là máy Mitsu T100. Được chưa? Đấy. Con này 30cc nhá. 30cc. Đây mặt trước mặt sau của máy đây. 30cc là mai lắp bác tay lái đầy đủ nhá. Đầu bò đây. Đầu bò là chén kẹp đầy đủ luôn nhá. Nan êm luôn. Được chưa? Lại còn chống quấn cỏ luôn này. Được không? Rồi ok nhá. Đây. Hơi thì ok. Hơi rất ok nhá. Đấy. Báo hơi nhá. Hơi ok. Hơi lửa ok luôn, được chưa? Các bác về dễ dọn. Đấy. Này số 7 nhá. 56 con này số 7 này. Em số 7 này để cho bác giá là 700k nhá. Về tự dọn, được chưa? Đấy. Rồi tiếp tục này. À, bình xăng không sứt mẻ bể vỡ gì nhá. Đấy, bao cho bình xăng là không sứt mẻ bể vỡ gì. Đây nhìn, tức là theo quan sát là không sứt mẻ bể vỡ gì nhá. Đấy. Rồi. Tiếp tục có một con Hitachi này. Con này 23cc này, được chưa? Chế này chế vú to nhá. Dễ dọn nhá. Đấy. Tum nhôm rất là to này, tum nhôm này, mặt tiền khá đẹp luôn, được chưa? Mặt tiền đẹp nhá. Cần kiếc là bao cho bác này đây, cần kiếc đầu bò đầu biếc này. Đấy, đầu bò đầu biếc là nan êm nhá. Đấy. Chưa? Hitachi 23cc nòng 32 ly, được chưa? Con này hơi ok nhá. Đấy. Đấy. Được chưa? Con này con số 8 nhá. Số 8 này. Đấy, số 8 là theo bình xăng của em là không bị sứt mẻ bể vỡ gì, được chưa? Số 8. Số 8 con này để cho bác giá 750 nhá. 750k về tự dọn, được chưa? Đủ tay lái, bao đủ tay lái và cần luôn. Theo quan sát là không bị sứt mẻ bể vỡ gì nhá. Rồi. Số 9 này em này nhá, em này là một em máy rất là quen thuộc các bác rồi này. Em này em Komatsu nhá. G2KM nhá, được chưa? Chế của con này là chế quan vừa dùng 2 kim luôn. Rất là ok nhá. Cực kỳ dễ dọn luôn. Đây, mặt tiền em này đẹp nhá, em này rửa lên là đẹp nhá. Đấy. Đầu bò thì bao đủ luôn. Đây. Nan êm luôn, được chưa? Đấy. Bình xăng. À, con này khá đẹp luôn. Đấy. Hơi ok nhá. Hơi rất ok luôn, được chưa? Đấy, bình xăng này, theo quan sát của em là không bị bả gì. Đấy, được chưa? Rồi, con này thì cực kỳ dễ dọn rồi. Số 7 nhá. Con này số 8. À, con này số 8 này. Số 8 750 này. Được chưa? Số 9 nhá. Số 9 này em này nhá. Em này để cho bác giá là 900 nhá. Được chưa? 900k về tự dọn. Được chưa? Đấy. Rồi tiếp tục này, có một em máy rất là đẹp luôn. Đây, con này chính là con Tanaka này. Con này 20cc nhá. 20cc rất đẹp luôn. Đây, màu sắc rất là đẹp này. Đấy, vỏ biếc này, chế ne đỏ này. Thấy không? Chế con dù ne đỏ nhá. Tay lái zin này. Tay lái zin này. Đấy, đầu bò đầu biếc là đẹp luôn. Đây. Đấy. Con này thì rất là dùng, rất là tiết kiệm xăng nhá. Đấy. À, hơi này. Hơi ok nhá. Hơi cực ok luôn. Con này về khả năng là đủ xăng, khả năng khi là nổ luôn lên. Chế vẫn bơm ken két. Rồi. Số 10 nhá. Em số 10 là con Tanaka giật trước rất đẹp luôn. Con này rửa ra siêu mới nhá. Đấy. Con này để cho bác giá là 750 nhá. 700 đi. Đấy, 700. Rồi, ok. Tiếp tục này. Có hai con này là hai con hàng tuyển chọn đây, em vừa mới tuyển chọn trong cái đống kia.
Đây là hai con GOB này. Tính nhất con này đi, rất là đẹp này. Số 11 con này nhá. Con này là con GOB 26. Con này là GOB 2 ốp. Con này là máy 26cc, dòng 34 ly nhá. Chế của nó là chế gang ngang quan bờ rồ nhá. Đấy. Ngang quan bờ rồ rất cực kỳ dễ này thì cực kỳ dễ dọn rồi. Đời cao nhá. Đây. Màu sắc cực đẹp luôn. À, tay lái của nó như này nhá. Đấy, ga giữ này. Đây. Công tắc công tiếc làm trên thân như này nhá. Đầu bò thì yên tâm rồi, chắc chắn là hàng tuyển chọn thì phải bao đủ rồi. Đấy, thấy không? Đấy. Rồi. Con này thì quá mới luôn. Đây. Máy 26 mà tư. Đấy, ơi phực phực luôn. Đấy, dây trắng tinh nhá. Đó, ok. Con 11 này. Bình xăng thì chắc chắn là không xuất mẹ bể vỡ gì rồi. Đây, 11 nha. 11 em này để cho bác giá là 1 triệu nhá. 1 triệu về tự dọn mà là cũng chưa có phí ship đâu. Con tiếp theo nhá. Con tiếp theo cũng thế luôn. Con này giống con kia nhá. Con này khả, con này rất đẹp luôn. Bình xăng rất là trắng này. Thấy không? Con này thì rửa lên rất đẹp luôn. Đây. Đấy, tay lái đây. Đấy, đầu bò bao đủ luôn nhá. Đây. Bao đủ. Đấy, lăn êm luôn. Đấy. Rồi. Đây. Thôi thì ok. Thôi khỏi chê nhá. Đấy. 12 nhá. 12 để cho bác giá là 1 triệu nhá. 1 triệu về tự dọn được chưa? Ok. Rồi. Xong mấy em hàng chưa dọn. Giờ em đến cái phần test nổ máy nhá. Đây. Bác sẽ đến cái phần test nổ máy này. Có mới mấy con dọn rồi đây. Em có đây có em mấy em này vừa dọn xong rồi. Đây có em này máy nhỏ nhỏ nhưng có võ nhá. Đây em lấy cái này. Đây. Mấy em đây có một em máy con này là con Mitsu TL20 nhá. Con này TL20 này. Nó là GOB thôi nhưng mà máy thực chất là máy Mitsu TL20 nhá. Con này tum rời nhá, gắn vừa xì thuốc này. Đấy, thấy chưa? Thì trông như này thôi nhưng mà cái ốp này là nguyên bản của con này nó là máy tum liền nhá, nhưng mà cái tum của nó bị hỏng. Thế nên em kiếm được cái tum rời của con máy đỏ em lắp sang. Thì nó cũng như nhau luôn. Tự nhiên là đang máy tung liền thành máy tung rời nhá. Chế thì con này nên chế mới rồi. Đấy. Máy thương ok nhá. Đấy. Dòng này thì xài rất bền rồi. Mitsu TL20 có biết rồi nhá. Đấy được chưa? Rất ok nhá. Rồi. Thì con này con số 13 nhá. Em 13 này đầu máy tum rời này. Mitsu TL20 là 20cc nòng 30 ly nhá. Con này để cho bác giá là 600k. Thằng này đang đắt nhá, không phải rẻ đâu. Mitsu bao giờ nó giá nó cao tiền. Đấy. Rồi. Có cái em này đây, cái đầu này đầu rời này. Đầu này là đầu Komatsu này. À, côm bướm này. Đấy. Côm bướm này. Đấy, tum rời nhá. Cái này mai sẽ lắp bố cho bác này. Được chưa? Đấy, cái vỏ này thì nó hơi bạc màu, thành ra là sơn lại nó đẹp nhá. Đấy, chế của nó thì chế nguyên bản nhá. Nói chung là máy rất là nhạy lục. Cái dòng này dòng Komatsu này dòng đắt nhá, không phải dòng rẻ đâu. Nó có giật trợ lực luôn, thấy chưa? Đấy. Rất nhạy lục luôn. Đấy. Hơi hãng thì các bác mình nghe biết rồi. Con này thì cực ngon nhá. 14 này, đầu máy tum rời nhá. Hôm nay gắn bố cho bác luôn. Thấy chưa?
Đấy, về gắn xịt thuốc là đúng bài luôn. 14. 14 thì đầu này để cho bác giá là 1 triệu 2 nhá. Đấy, được chưa? Này thì nó hàng đắt, không phải hàng rẻ. Ok. Máy 26 là 34 nhá, con này máy 26 34 ly đấy. Rồi. Anh em đã đi vào mấy cái máy đẹp đẹp đi. Ở đây em có đây. Có con này đẹp vừa dọn xong ngày hôm nay này. Con này là con thứ nhất là con này là con tốp săn. Con này như hàng Trung Quốc xuất Nhật nhá. Đấy, hàng Trung Quốc xuất Nhật nhưng mà nó rất là mới luôn. Đây. Bình xăng zin nó các bác nhìn nó sẽ chạm phao như này thì các bác biết rồi. Máy thì cực kỳ ok nhá. Đấy, con này thì là 23cc, nòng 30 ly, được chưa? Nó mới nhá, tàu nhưng mà tàu mới, mà này còn xuất sang Nhật nhá. Xuất Nhật thì rất ok, được chưa? Đây, bật công tắc này. Bơm xăng này. Kéo lên đây, bật công tắc. Đây. Nhá, bộ tay ga đó như này nhá. Đấy, công tắc này. Được chưa? Cái này mai nắp thêm cái tay bên này cho bác nhá. Nó bị thiếu. Thiếu thì em sẽ bổ sung thôi. Con này thì mới rồi, bao mới cho bác, bô đen xì này, thấy không? Bô đen xì luôn. Đấy. Con này 23cc nòng 32 ly nhá. Con này con gọi con 10 con này gọi con 15 đi. 16 đi. 16 nhá. Con này để cho bác giá là nổ ok rồi. Đang giá 800k nhá. 800k, được chưa? Đấy. Rồi, tiếp tục có con này mới này. Con này là con Lativo nhá. Con này mới kinh khủng luôn. Đây bác này nhìn vỏ viết nó rất là đẹp luôn nhá. Đấy, thấy không? Cực mới luôn. Tay ga nó như này nhá. Đấy. Đầu bò đầu biết chén kẹp bao đầy đủ cho bác yên tâm. Ok chưa? Con này cỡ khoảng con này nó tầm 20 đến 23cc nhá. Thì vì nó bị mất cái tem đây không rõ lắm. Máy báo ngon nhá. Ok nhá. Rồi. Con này như mày mới luôn. Rồi, con này như mày mới luôn đấy. 17 nhá. Em 17 này để cho bác giá là 800k luôn nhá. Được chưa? Rồi ok. 800k chưa bao gồm phí ship các bác nhá. Đấy. Tiếp tục này, có hai con Mazu này. À con này là con Mazu Yama cực mới luôn, con này là 24cc này, các bác nhìn là 2460 nhá. Có nghĩa là 24cc nhá. Nó là Mazu Yama, được chưa? Đấy. Con này thì nhìn vỏ viết của nó thì khá là ok luôn, bắt mắt. Bù rất là sáng, bình xăng rất là trắng luôn, nói chung là sáng sủa. Đấy. Thì con này thì con này chế thay mới nhá, chế hai kim. Đây này. Đấy. Rồi 18 nhá. 18 con này để cho bác giá 900k nhá. Con máy 24cc luôn. Đấy, Mazu Yama luôn. Được chưa? Rồi tiếp tục có con này đẹp này. Con này là con máy 24cc luôn. Tanaka 24cc. Con này rất đẹp luôn nhá. Nhất là vỏ nó rất là đẹp luôn, bắt mắt này. Không sứt mẻ bể vỡ gì này, nguyên bản nhá, chưa bung luôn. Chưa có sửa chữa gì luôn. Chế quan bờ dù ne đỏ nhá, rất tiết kiệm xăng. Tay. Tay lái này. Đầu bò đầu biết là có chống quấn cỏ luôn. Con này nói chung là xuất sắc. Máy 24 luôn. Thấy chưa? Đó, đi tên máy bác xem con này nhá. Đây, đây là chấm tích.
con này rất là bắt mắt nhá. Đấy, dây giật rất là trắng luôn, hơi ok này. Đấy, dây giật rất trắng luôn nhá. Rồi, con này số 19 nhá, 19 này để cho bác giá là 1 triệu nhá. Con này máy 24cc luôn, thấy chưa, rất là khỏe. Rồi, có con này rất là bắt mắt đây, con này rất đẹp luôn. Con này là chính là con Mazuyama, con này 22cc này. Chế của nó là chế quan bờ rồ tự động nguyên bản theo máy luôn. Đấy, cái vỏ viết của nó rất đẹp luôn. Đây, màu sắc rất là đẹp. Đấy, tay ga bóp nằm trên thân. Đấy, nó nằm trên thân này nhá, rất đẹp luôn. Đấy, nó đi tên máy cho bác sĩ em này luôn này. Con này 22cc nhá, Mazuyama. Con này rất ok đấy. Đấy, được chưa? Con này tuyệt vời rồi. 20 nhá. 20. Em này để cho bác giá là 1 triệu nhá. Mazuyama, được chưa? Rồi, có em này rất là đẹp đây này, mới keng xe ben. Con này chính là con Mitsubishi T100. Con này công suất 30cc, nòng 20cc, nòng 30 ni. Đấy, con này bác xem ốc của nó còn ốc chốt nòng của nó còn bóng luôn, được chưa? Chưa sửa chữa gì nhá, chưa có một thay thế một cái gì luôn, mới cứng cựa luôn, thấy không? Đấy, bồ viếc này, bình xăng zin nó còn trắng bốc như này thì các bác biết rồi. Con này rất đẹp nhá, chế chiếc nguyên bản nhá. Đấy, à, cần kiếc này, đầu bò này, đấy, đầu bò trúng cuốn cỏ luôn, bao đẹp. Rồi, con này đi tiền máy cho bác xem. Thứ nhất là bơm xăng này, đấy, kéo lên là lên. Bơm ở dưới vú bơm, kéo cái nền lên. Bác nghe tiếng máy bác biết rồi, máy thì khỏi chê, con này mới thật đấy nhá, con này siêu mới luôn. 21 này, em 21 này để cho bác giá là 900k nhá, à 1 triệu thôi, 900k đi cho nó nhanh. Rồi, ok. Rồi, có một con tiếp theo này, con tiếp theo là con Hitachi này. Con này 23cc nhá, nòng 32 ly nhá, tum nhôm rất là to luôn. Đây, tum nhôm rất là bền nhá, nòng 32 ly chế nguyên bản luôn. Đây, rồi đi tên máy cho bác sĩ em này nhá. Cứ bác cứ phải bơm vú này là căng lên. Đấy, nó kéo cái nền lên, ga lên một tí này. Trước này nhá. Đấy, tắt máy đây. Rồi, ok. Con này rất là ngon. 22. Con này sắc rất to nhá, 22 nhá. Con này để cho bác giá là 1 triệu luôn, được chưa? Rồi. Tiếp tục này, em có một con máy 26 nhá. Có hai con máy 26. Đây, có một con này, con Ruby này. Đấy, con này thì em cũng vừa về cái lô chiều này ấy. Thì con này là máy 26cc, nòng 34 ly. Được chưa? Chế của nó là chế nguyên bản luôn. Đây, có vú bơm nhá, chế ngang quan bờ rồ nguyên bản nhá, có vú bơm luôn. Được chưa? Tay cầm của nó đây, rất là đẹp luôn. Đây, đấy. Con này bác nào lấy con này phát cước là đúng bài nhá, 26. Đấy, dòng này thì siêu bền rồi, các bác biết rồi. Đây, xây giật còn trắng tinh này, thấy không? Con này bật công tắc chưa? Chưa bật công tắc à? Em nói chung các bác cứ phải bơm nó vú bơm thật căng nhá. Đấy. Rồi, kéo cái nền lên. Đấy. Con này lùi rất nhanh nhá.
danh luôn. Đấy. Tắt máy này. Trong này tiếng nổ như sipo nhá. Này, đây là chắc. Đấy, thấy không? Đấy. Rất ngon luôn. Đây, cái bồ đen xì luôn. Này, nhìn vào trong bồ đen xì luôn nhá. Con này rất mới, được chưa? Rồi, con này 23 nhá. 23 để cho bác giá là con này để cho bác giá là 1 triệu 2 nhá, máy 26 cc 34 ly. Con này là này em về rất là nhiều nhá. Đấy, bác cứ yên tâm mà chọn dòng này đi. Rất là ok luôn. Đợt này chẳng qua là mình nhập được cái giá nó rất là hợp lý nên bán giá rất là hợp lý cho bác nhá. Rồi. Đây. Có một con máy Mazuyama nhá, con này là máy 26 cc, dòng 34 ly. Rất là đẹp luôn, chế chiếc nguyên bản theo máy này. Đấy, bình xăng zin nó trắng như kiểu là chưa xài nhá. Đấy. Lớp nệm cao su vẫn còn nhá. Đấy, được chưa? Con này mai em lắp tay lái nguyên bản cho các bác luôn. Đấy, em đi tiếp lại cho bác xe em này luôn này. Con này máy 26 cc nhá, 34 ly. Con này hơi rất tốt rồi. Đấy, dòng này thì hơi rất tốt luôn. Đây con này hơi cực tốt. Thấy không? Đấy. Rồi, ok. Con này số 24. 24 nhá. 24 con này để bác giá là 1 triệu rưỡi nhá. 1 triệu rưỡi. Đấy, máy 26 cc 34 ly Mazuyama luôn. Được chưa? Rồi. Thêm mấy cái con máy rẻ rẻ này cho bác luôn này. Nhốt cho bác mấy con máy rẻ rẻ này đi. Cho nó hết đi. Cho rồi. Có con máy này là con Mazuyama này. Con này 26cc. À 20. Con này 22cc nhá. Nòng 31, 32 ly gì đấy. Được chưa? Mặt tiền đẹp này. Đấy. Được chưa? Con này chế thì đây bồ viết rất là sáng sủa. Rất là đẹp luôn. Đấy. Con này dùng rất ok luôn. Đấy, con này rất ok đấy. Máy rất là nhỏ nhắn xinh xắn này, đẹp này. Đấy, bình xăng vẫn còn đệm rất là dày luôn. Đấy. Con này con số 25 nhá. 25 để cho bác giá là 900k nhá, cho nó nhanh. Đấy. Rồi, ok. Có con này thì bị đang định lấy ra thì bị tuột dây giật nhá, không tính. Có con này ngon này. Con này hàng ngon bổ rẻ này. Con này thì mỗi là dùng cực kỳ ngon, mỗi tội là vỏ nó hơi bị xuống màu một tí, trông thì hơi cũ nhưng mà máy của nó thì rất là chất. Con này con Zobin NB231 nhá. Con này là 23cc. Nòng của nó là 33 ly. Đấy các bác lưu ý là 33 ly nhá. Các không nghe nhầm. Nòng rất to. Tum nhôm này. Đấy, tum nhôm nhá. Đấy. Thì không bao giờ nó bị cháy tum, được chưa? Dùng bàn chế này em nên chế mới cho nó hai kim nhá. Rất là ngon luôn. Hơi này. Hơi cực chắc luôn nhá. Đấy. Mà đã xài. Các bác xài dòng này rồi thì các bác sẽ biết nhá. Đấy nó cực kỳ bền luôn. Nhiều bác là cứ thích cái máy màu sắc đẹp nhưng mà không thể bền bằng những cái dòng như này được nhá. Máy 26 nhá. Con này để cho bác giá là 850 đi cho nhanh. Đấy. Rồi. Đó con này cũng máy rất là ngon nhưng mà tụi bị bể chỗ này một tí này. Bẻ cái bộ vỏ bô này thôi chứ không ảnh hưởng gì lắm nhá. Đến máy. Đấy, máy thì dọn đồ ok rồi, chế là ne đỏ luôn, được chưa? Con này thì 20cc. Đấy, con là Tanaka giật trước nhá, con này giật đằng trước này.
này chỉ bố mỗi thế thôi. Cái điểm của nó là bị mỗi cái vỏ, cái lớp vỏ bảo vệ bô đấy thôi, nó chả ảnh hưởng gì đến máy cả. Đấy, nó thì nó thế thôi. 27 nhá. Con 27 này để cho bác giá là xem nào. 700k nhá. Được chưa? Rồi, có con 28 này thì đẹp rồi. Con này thì gọi là Tanaka đen, con 20cc này. Đấy. Rất là đẹp luôn. Con này thì dòng Tanaka đen này thì nổ cực đanh. Đấy, đi theo máy cho bác xem. Ok nhá. Rồi ok. Con này số 28 này. 28 con này để cho bác giá là 700k luôn nhá. Đấy, được chưa? Rồi. Thôi video đây đã dài, em xin kết thúc video tại đây nhá. Bác mua hàng liên hệ với em theo hai số điện thoại kìa. Xa xa kìa. Rồi ok. Rồi, cảm ơn các bác xem video nhá.